Cái phía bên ngoài nữa. Vậy vậy tôi đứng ở đây nè để em thấy cái nó có thương có ok không, tâm nếu mà ok mình sẽ ghi điện thông tin. À ở đây ở đây lương cơ bản là 4.7 mình cộng phụ cấp chuyên cần xăng này kia là tổng sẽ là 5.1 ha. 5.1 là mình ở đây người ta sẽ đi ăn cơm tự túc á, công ty sẽ trả là 25.000 một phần. Được. Rồi tăng ca thì mình tăng ca từ 2 tiếng trở lên thì cũng có một thêm một phần cơm nữa, 25.000 nữa. Thử việc một tháng. Đó là cái lương cơ, lương thử việc cũng là lương ký hợp đồng luôn. Nếu mà khi ký hợp đồng mà dưới sếp chủ quản á của mình á có cái nâng mức lương lên nữa thì sẽ nâng, còn nếu mà không có nâng thì bên em sẽ giữ mức lương đó. Rồi mọi người thấy ok không? Mấy giờ vô ca chị? 7:30 tới 4:30. Rồi buổi trưa nghỉ là 11:30 đến 12:30. Mình nghỉ một tí nên cơm trưa. Mình có thể đem cơm vô đây hoặc là mình đưa ra ngoài mình ăn. Công ty mình là cơm là tiền cơm ngon nhất. Hoặc là ở đây bảo vệ có cái chỗ mà người ta gọi cơm á, mình có thể gọi luôn. Người ta sẽ giao tới luôn. Đó. Chị thấy ok không? Nếu ok mình sẽ ghi điền thông tin. Cái đó là mình làm mấy tiếng? 8 tiếng. Giờ hành chính là 8 tiếng. Còn tăng ca thì bắt đầu là 5 giờ bắt đầu tăng ca, tính giờ tăng ca ha. 4:30 mình nghỉ mình ăn cơm nửa tiếng, cái đó không có tính tăng ca nha. Bắt đầu tăng ca sẽ tính từ 5 giờ. Mấy đứa phải làm công ty rồi, mấy đứa hiểu nóng 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 sợ, mấy đứa nóng. Nhưng mình chắc lắm rồi. Sao ok không? Để em hỏi mà ví dụ như là mình tăng ca thường xuyên luôn hay là kiểu cách sao, mỗi vụ như là mỗi tháng mình quy định đều phải chính không có quy định không? Đó là hàng mình sẽ là duy quyền hàng gấp hay này kia người ta sẽ phân bố chứ nó không có ấn định là ngày nào tăng ca mấy giờ, không có gì. Vậy nếu mà không tăng ca là 8 tiếng đúng không chị? Đúng rồi, 8 tiếng. Chú nghĩ là bên đây sẽ thường tăng ca. Tăng ca, là chú nói là chú lầm rồi đấy, mà chú biết mà tăng ca thường lắm. Có thiệt mà tăng ca riết bọn nhân nó sợ luôn á, chứ đừng nói chuyện ấy. Nhưng mà mình tăng ca chứ thì mình phụ cấp này kia nọ luôn là mình một tháng là đầu tầm bao nhiêu mấy chị? 5.1 đó. Tăng ca thì ý là 5.1 mình chưa cộng tiền cơm vô, mình chưa cộng tiền tăng ca vô. Mình tăng ca gì ít này do mình. Ví dụ như là mình tăng tổng thu nhập của mình một tháng độ tầm khoảng 7-8 triệu thì em nói là 7-8 triệu, là tùy theo đó là cái trên lệch đó là do tiền tăng ca của mình, tăng ca nhiều ít thì cái này là nhiều hay ít. Nhiều ít là ít nữa. Ý là tổng lương bình thường sẽ là 5.1 triệu, rồi mình cộng tiền cơm ví dụ mình làm hành chính không thì khoảng tiền cơm một tháng thì khoảng 600.000 cộng lên nữa là khoảng nhiêu, 5.5 triệu rồi, 1.5 triệu rồi, 5.7 triệu rồi. Rồi mà mình tăng ca nhiều ít nữa thì nó sẽ cộng tiền cơm tăng ca với tổng cái tiền mình tăng ca lên nữa. Thì khoảng bằng 7 hoặc là 8 triệu hoặc 10 triệu nữa tùy theo khả năng làm việc của mình tăng ca. Thì công ty nào cũng vậy hết. Thì nếu thì tùy với chị là em sẽ nói như vậy, còn quyết định có làm hay không thì mình sẽ... Nếu mình làm thì bây giờ em sẽ cho điện thông tin, mình nhận hồ sơ, còn không có làm thì em trả hồ sơ gì không? Anh nấu một cái biên vậy thiệt khó, thì còn thất bại á, anh hứa luôn. Tại vì làm đây bao nhiêu nè, 2-3 năm anh biết rồi, công nhân người ta, người ta làm được chứ anh nói nếu mà người ta mà công nhân cái thu nhập mà thấp công nhân giảm đeo là đó là anh hiểu rồi. Không, tại vì em cũng phải quê xa xôi nên em rồi, đi là em tính là làm 12 tiếng cái đầu lương mình khoảng đầu đấy là ở đây người ta có đi ca nữa, tăng ngày ca đêm nữa, nhưng mà hiện tại thì em nghĩ là mới vô người ta chỉ cho mình đi ca thôi. Mình sẽ thử gì một tháng. Thì nói chung là cơm thì ví dụ những cái công ty khác người ta sẽ cho mình ăn cơm đúng không? Thì nó sẽ có cái vấn đề chân việc đem qua người ta bán cơm đó 25 ngày một phần, nhưng mà tới khi người ta làm mấy chị ăn nó tới
chất lượng là 25.000 không? Rồi nhiều khi ăn hoài nó ngán đúng không? Nó ngán, rồi ăn ví dụ đồ ăn nó bị gì đi kìa, nó sẽ rất nhiều vấn đề. Cho nên đó là, cho nên thường trong công ty nó sẽ dễ dàng là nó sẽ cho mình cái tiền, rồi mình muốn ăn cái gì mình ăn, mình muốn ăn cái gì mình ăn, bao nhiêu tiền là tiền mình đó. Mà bây giờ ví dụ như là mình làm ăn cơm phải không? Là tới tháng là nó trừ tiền lương của mình hay là hay là ngày ngày nào mình trả tiền không? Không, trừ không, ví dụ như là mình bỏ tiền nhà nhà là 25.000 ngày. Rồi mấy cái đó để tính vô tiền cộng như tiền lương, trả tiền lương cuối tháng thôi. Chứ mình đâu có trả hàng ngày nữa. Tiền cơm mỗi tháng nó chỉ trả. Ý là tiền cơm là người ta sẽ chốt theo cái lương của mình. Ngoài cái lương tăng ca, ngoài lương tổng lương hồi nãy rồi tiền cơm. Anh làm một bao nhiêu ngày được bao nhiêu tiền công, người ta sẽ cộng chung hết rồi sẽ tổng cái tiền anh sẽ nhận là cuối tháng đó. Chứ người ta mới trả tiền lương mà trời ơi trả tiền công mà cứ mỗi ngày họ trả đâu có thời gian đâu làm vậy đúng không? Tăng ca nhiều hướng nhiều vậy đi thì đó làm nhiều hướng nhiều. Mà tại hai chồng muốn là mình làm 12 tiếng làm cho cỡ cái này đang muốn trả cỡ trời, nhưng mà làm Tăng ca 8 tiếng rồi nhìn đó. Vậy đó, nói tóm lại là vô làm mà cứ càng tăng ca, vô làm 12 tiếng, 2 ngày, 2 đêm cũng được nên làm. Em không có sợ. Nếu đang cần người mà khoảng 60 người thì tất nhiên cái công việc người ta phải yêu cầu nó phải cao, người ta mới cần thêm nhiều người, nhưng mà không có việc người ta đâu cần nhiều người làm gì, đúng không? Vừa chạy việc mà vừa phải đảm bảo chất lượng luôn. Dạ đúng rồi đó. Mà chạy không chạy việc mà không chất lượng là chết. Thì vậy em cho mọi người ghi trước cái tờ ha, rồi em sẽ trả hồ sơ kèm với cái tờ đó. Nếu mà ngày mai mọi người muốn làm thì tới, còn không làm thì mình sẽ chụp khác không sao. Như mình sẽ làm cho đỡ mất thời gian đó ha. Dạ. Cái tờ đâu chú? Rồi còn mấy tờ đó. Mỗi người sẽ ghi một tờ ha. Mình có hồ sơ hết rồi đúng không? Ba tờ. Mai chị vô làm thì như làm không làm thì trả hồ sơ cho mình. Ý là không, bây giờ không, em cho ghi cái này luôn nè, xong rồi em sẽ cho mọi người đem cái này với hồ sơ của mình về luôn. Ừ. Nếu ý là em sẽ phổ biến hết luôn. Nếu mà ai sẵn sàng ngày mai mình đi làm thì chỉ cầm lên mình lấy vung tay mình làm thôi, mình khỏi phải ngồi đợi. Tại vì sáng là mọi người đến đây xin việc nhiều lắm. Ý là vậy đó. Mọi người còn có 3 tờ à. Được ghi trước 3 tờ, còn 2 người nào nếu mà ngày mai ấy rồi phải ghi. Vậy nè, 3 tờ anh ghi trước gì vậy? Có cái mà không có cháy nữa. Còn có bao tờ đây chị ra chị vô ba tờ đây, có mình chung có gì chị ý là cái này đi chung hết hai đi hai phe. Dạ chung hết chị. Giờ em đi chờ hết rồi thì cứ còn ba tờ chị này mấy hai chồng em tờ cũng được nè, chị sang tờ đây được không? Ba tờ đây đây còn tờ nè, có mỗi buồn tờ còn tờ nè. Công ty bao bì anh, bao bì giấy, mình làm cái thùng giấy, cái hộp có giấy. Của ai đầu tư? À, Hồng Kông, vốn của Hồng Kông, nhưng mà quản lý sẽ là Trung Quốc, người Trung Quốc người ta quản lý. Rồi anh đi thì qua bên đó ngồi ghế đi ra. Hồ sơ của ai đây ta? Rồi mình ghi đi, mình ghi xong rồi. Ha, chung chung bà chị cứ thơm đi. Hả? Cái thơm bà chị cứ thơm đi. Có viết nó không? Chứ cho con mượn mấy cây nữa đi. Nếu lấy cây dưới rồi. Trời. 5 cây rồi còn 3. Đó bây giờ chị nặng ghi ba cây, ba cây bây giờ lấy mấy cây rồi. Có gì đâu. Thì tại vì đó thì giờ sẵn hết rồi đó. Rồi anh ghi cho em mượn hồ sơ đi, em kiểm hồ sơ luôn nha. Tại giờ muốn ghi thì ghi, nếu mà ngày mai mà muốn làm thì phải đợi ghi á nha. Chứ hồi sáng giờ là em mới cho ghi mấy người đó xong mới cho về đó. Cả tiếng đồng hồ đông người thì phải đợi á. Tùy thôi, muốn chọn sao chọn. Không, mình chọn ghi. Sơ đâu ghi chứ này. Sao vậy? Chứ mà mình có làm thôi, cẩm này với hồ sơ vô là cứ ghi ra ai vô cả. Đúng không? Dạ, hồ sơ là cũng vô luôn, chứ không có chờ nữa, không có giờ nữa. Chứ là nếu mà giờ em nói vậy nhưng mà ngày mai chưa ghi cũng phải đợi cái này. Ghi này em phải kiểm tra hồ sơ hết, ok hết rồi em mới hẹn ngày đi làm, đúng không?
Ghi đi. Làm mấy chuyện về mấy chị em đi trong mà. Không, điện vô trong đây đặt cơm luôn. Trong đây đặt cơm cho mình luôn. Ý là cái... vô đây muốn đặt cơm lại đây là tôi điện đặt ý, luôn. Ý là cái chú bảo vệ nè, người ta có con mối. Có mối cái nhà ăn á thì có số nè, như ai muốn ăn thì sẽ điện. Vậy là người ta tới giờ người ta sẽ giao tới đây, mình phải mất công đi ra ngoài, ý là vậy. Đó. Còn nếu mình không thích ăn vậy, mình muốn ra ngoài mình ăn hoặc muốn giữ cơm hay mình ăn thì tùy mình. Thôi. Muốn ăn cơm nhà hay cơm nhà còn uống.